Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Ông Cai, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 436,5 m². Trên thổ đất, căn nhà phường có 50 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường bê tông 3 m, khoảng 100 m nha anh chị. Con đường này rộng khoảng 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa ở khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng cách khoảng 1 km nha anh chị. Xung quanh đất, căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ bê tông và kéo lưới B40 hết đất luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 12 m và có chiều dài là 36. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nè anh chị, mình đo thẳng qua bên đây là 12 m. Phía trước thì gia chủ cũng làm cổng rào rất là kiên cố luôn anh chị. Cửa cổng thì bằng sắt. Tới đây nha anh chị là 12. Đất và nhà thì tương đối cao ráo và bằng phẳng. Đất thì không màu mỡ nha anh chị. Xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị, cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Phía trước thì gia chủ có chừa một khoảng không gian sân còn rất là trống. Gia chủ thì cũng đang trồng một số kiểng rất là đẹp luôn anh chị. Hoặc anh chị có thể về mình làm một cái máy tiền chế ra. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè. Và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha anh chị. Căn nhà thì gia chủ các kiểu máy thái nha anh chị, rất là đẹp luôn. Bên trong thì gia chủ cũng đang trồng một số cây ăn trái như là sồi nè, nhãn, vú sữa, mít anh chị. Bên đây thì cũng cắm trụ và kéo lưới B40 luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Anh chị mình có mua rất là yên tâm luôn chị. Đây thì chủ đang trồng một số hoa dừa kiển nè và một số hoa 10 giờ. Còn khu vực này thì gia chủ cũng đón Tết anh chị, trồng một số nhãn thọ, mai vàng trước cửa căn nhà của mình. Ở nhà thì cất kiểu máy thái rất là đẹp luôn nha anh chị. Bên ngoài thì sơn và đã đi bê hết luôn. Còn bên đây thì trồng cây ăn trái nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng tây bắc nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 47 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.750.000.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha.
hoặc là anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất, căn nhà phường trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị mình cũng không mất thời gian nha. Phía trước thì chủ có trồng một số bông hoa nè anh chị, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Còn đây thì mình có một khoảng không gian sân còn rất là trống. Vậy thì anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái luôn nha anh chị. Dưới nền thì gia chủ đã lót gạch của anh chị. Tường phía trên thì sơn và đã đi bê hết luôn. Trần thì đóng la phong nha anh chị. Nội thất thì gia chủ sẽ đem đi và tặng cho anh chị cô chú mình chút ít nha. Không gian này thì mình có một cái bàn để anh chị mình để kệ tivi. Bên hông thì cũng thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Điện nước thì gia chủ cũng vô sẵn luôn nha anh chị. Ở căn nhà thì em thấy anh chị về là anh chị mình ở thôi, cũng không cần tu bổ lại thêm. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị xác lắp mặt bằng xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Khu vực này thì mình có bộ ghế sinh pha anh chị. Tường thì bên ngoài sơn và đã đi bê hết luôn nha anh chị. Ở đây thì mình có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Ở bên trong thì lót gạch hết luôn anh chị. Tường thì sơn và đã đi bê nha anh chị. Trần thì đóng la phong. Bên hông thì có thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Cửa là cửa nhôm nha anh chị. Còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình. Ở đây thì lót gạch nè. Tường thì sơn và đã đi bê nha anh chị. Trên thì đóng la phong. Ở căn nhà thì em thấy còn rất là mới và khang trang, phù hợp để anh chị cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Đó, cửa là cửa nhôm nha anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Ở đây thì mình có bàn ăn nè. Bên đây thì mình có một cái hồ cá coi anh chị, rất là đẹp luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán giá là 1 tỷ 750 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ dẫn anh chị mình xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn khu vực này là nhà vệ sinh nha anh chị. Ở đây là nhà bếp của mình. Nhà bếp thì gia chủ đều lót gạch và trang trí rất là đẹp luôn. Bên dưới thì đóng khung nhôm hết luôn nha anh chị. Ở đây là nhà vệ sinh của mình. Bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường rất là sạch sẽ luôn nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sang lắp mặt bằng xây nhà phường lên thổ cư.
Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Còn khu vực này là đầu cửa chiến anh chị, và có hai bồn nước nè, điện năng lượng gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn anh chị. Đây thì phía sau mình còn một khoảng đất trống, gia chủ thì cũng cắm trụ và kéo lưới hết luôn nha anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị có mua rất là yên tâm nha anh chị. Đây thì chủ trồng sabo nè, sa ghi nè, dừa, bưởi da xanh. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Ông Cai, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 436,5 m². Trên thửa đất, căn nhà vườn có 50 m là đất thổ cư. Diện tích ngang là 12 m và có chiều dài là 36. Hiện ngày gia chủ đang kêu bán với giá là 1.750.000.000. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Xung quanh thì đều cắm trụ và kéo lưới, cổng rào thì rất là kiên cố nha anh chị. Căn nhà của mình là nhà mái thái anh chị. Gia chủ thì đều trang trí rất là đẹp luôn. Anh chị có thể mình mua về, anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Dưới nền nè, anh chị thấy không? Đều lót gạch rất là sạch sẽ luôn nha. Nhà thì có một phòng thờ và phòng khách và hai phòng ngủ và không gian nhà bếp, nhà vệ sinh anh chị. Căn nhà của mình thì em thấy rất là mát và đẹp, để anh chị cô chú mình mua về, anh chị nghỉ dưỡng nha. Giá bán là 1.750.000.000 nha anh chị. Nội thất thì gia chủ sẽ tặng cho anh chị mình chút ít thôi, còn nhiều thì gia chủ sẽ đem đi nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn. Anh chị ưng ý thì giờ cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.